Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Hôm Nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Tạ Đình Phong bị chỉ trích vô tâm với con trai, nhưng nguyên nhân thực sự lại từ lời hứa cùng Trương Bá Chi. Suốt nhiều năm qua, Tạ Đình Phong đã bị oan khi được cho là người cha vô trách nhiệm. Năm 2011, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quyết định ly hôn, khi đó quyền nuôi dưỡng hai cậu con trai Lucas và Quintus đã được giao cho nữ diễn viên Vua Hài Kịch. Khoảng thời gian sau đó, Tạ Đình Phong tập trung thời gian cho công việc và bận rộn yêu đương với Vương Phi. Công chúng rất hiếm khi thấy tài tử Hồng Kông xuất hiện bên cạnh các con, điều này khiến anh bị chỉ trích là người cha vô trách nhiệm. Tuy nhiên, trang NetEasy cũng đưa ra nhận định, Tạ Đình Phong vốn không chuyển quyền nuôi con cho vợ cũ để tránh vướng bận, mà vì anh muốn thực hiện lời hứa ban đầu với cô. Khi kết hôn, Tạ Đình Phong đã hứa với Trương Bá Chi nếu như về sau họ không thể ở bên nhau thì cô có thể mang các con đi. Còn về chuyện Tạ Đình Phong bỏ bê con cái, trang NetEasy cho rằng người ngoài cuộc không thể biết rõ thực hư mọi chuyện như thế nào. Trên thực tế, Tạ Đình Phong yêu thương các con không thua kém gì Trương Bá Chi và tình phụ tử không thể sửa vào ống kính của giới truyền thông mà khẳng định được. Bản thân Tạ Đình Phong cũng từng thừa nhận anh luôn cảm thấy rất có lỗi với các con và việc nam diễn viên để lại toàn bộ khối tài sản 1 tỷ đô la Hồng Kông, khoảng 3.000 tỷ đồng cho Lucas cùng với Quintus giống như một hành động chuộc lỗi và chứng minh tình phụ tử vậy.